đàn ông là một lũ ăn hại. Tao đây không có cần thằng nào hết. Giàu không bằng tao á thì không lại gần được, mà giàu hơn tao thì ít lắm. Ngày xưa bà già tao hot dữ lắm, nổi tiếng, hát hay, xinh đẹp. Mày thích cái gu kia không? Tao lại mày, bỏ đi mà làm người. Ủa anh Nam, chúng ta đã trải qua nhiều kiếp trước kia rồi, cho nên kiếp này mới gặp lại. Anh tin mấy điều này hả? Tôi tưởng anh như thế nào? Hóa ra anh cũng muốn mấy cái thằng đàn ông ngoài kia thôi. Bất chợt nó không chịu. Ê mẹ cả nhau tiếp nha, đừng ngại con. Bất dậy ha. Tao không phải là cây ATM di động, ai muốn rút là rút. Mà không cần cái gia đình này nữa đúng không? Mày sẽ hối hận. Con tin điều đó sẽ tới sớm với ba thôi. Ly dị đi. Tiền nhiều để làm gì? Nuôi con mà chu cấp cho con làm trách nhiệm của ba mẹ mẹ. Con cái sinh ra đã có quyền quyết định lựa chọn cha mẹ của mình. Ở đó mà cứ trách ba trách mẹ. Tiền nhiều hư người. Phụ nữ nào mà không muốn có con? Khách ăn cũng ăn vừa vừa thôi, người ta còn phục vụ kịp. Khách ăn nhăn kéo tới ào ào, đông quá ông nội em phục vụ kịp. Bây giờ ai ăn lại cắt tự múc luôn đi.